Ok, hello anh em, Anyway Man đây. Hôm nay là một cái ngày rất là bực bội cho mình. Tại vì là tối hôm qua là mới vừa rửa xe xong, tháo dàn áo ra, rửa đồ này kia nguyên một đêm. Từ 9 giờ tối mình bắt đầu mình tháo dàn áo ra, mình rửa 11 giờ, gần 12 giờ á, là mình mới xong cái xe. Tự nhiên cái sáng nó mưa một cái ào, mưa khủng khiếp luôn. Nói chung thì bây giờ xe vẫn sạch, nhưng mà mình phải đợi cho cái đường nó khô thoáng á, thì mình mới dám đi. Chứ đi giờ đó, dít xình nữa mệt lắm. Rốt cuộc hôm nay phải đi làm trễ. Tại sao mà mình rửa xe ngày hôm qua là tại vì mình rửa xe để hôm nay mình quay phim cho anh em xem cái quá trình mà mình thay nhôm sinh dĩa cho con này. Con Monster này á, tính tới thời điểm hiện tại thì mình đã lên được khá là nhiều thứ để cho nó phục hồi lại. Phục hồi nhân phẩm hả? Từ hồi mà lấy em nó về tới giờ là cái xe nó tàn tạ. Bây giờ mình phải phục hồi lại nhân phẩm cho nó. Rồi lấy tốc độ lại cho nó luôn. Bây giờ thì tốc độ thì nó vẫn có nhưng mà nó hơi sai sai á. Mình đi cỡ 4-50 thì nó lại hiện có 20 thôi. Nhưng mà hôm nay thì mình nghĩ là mình sẽ giải quyết được nó luôn. Trong cái vấn đề mà mình làm nhôm sinh dĩa, mình sẽ giải quyết được nó luôn. Thì mình mới vừa order cái bộ nhôm sinh dĩa là hết 10.600.000. Video lần trước thì mình đã cho anh em xem cái cách mà mình thay nhôm sinh dĩa cho MT03 rồi, tức là những con phân khối lớn, nhưng mà dạng đó là dạng thường thôi, tại vì đó là gấp đôi thì thay nhôm sinh dĩa nó cũng giống như những chiếc xe nhỏ thôi. Tuy nhiên thì hôm nay mình sẽ cho anh em thấy cái quy trình mà mình thay nhôm sinh dĩa cho con 795 này. 795 của mình nó rất là đặc biệt ở chỗ là nó đã lên được một gấp rồi, cho nên là cái quy trình thay nhôm sinh dĩa của nó sẽ khác rất là nhiều so với quy trình thay nhôm sinh dĩa của xe hai gấp. Và anh em đừng quên là AMV đang phân phối và bán những dòng nhôm sinh dĩa của RK và Raven nha. Địa chỉ và trang web của AMV mình có để phía bên dưới cái video này. Anh em click vào đó và tham khảo nha. Bây giờ mình sẽ cho anh em xem trước ha, trước khi mà lắp lên xe của mình. Đây là cái bộ dĩa tải cộng với lại cái carrier. Tại sao mà nó khác với những cái dĩa 795 khác? Là tại vì xe mình đã lên một gấp rồi, cho nên là phải dùng cái carrier này. Đây là cái carrier. Cái carrier màu đen này là 5.450.000. Thì nói tiếng Việt thì nó là cái lồng dĩa đó. Mai mốt á, mình có thay dĩa đó, thì mình chỉ cần là giữ lại carrier này, mình không cần phải mở cái chụp ở ngoài, mà mình chỉ cần hai cái dĩa này thôi, nó rất là đơn giản ha. Thì nó mắc hơn là nó mắc ở cái chi phí ban đầu thôi, mình phải mua cái carrier này. Rồi đây là cái nhông của Ducati nè. Thì đúng ra thì là cái dĩa của Ducati nó sẽ là dĩa 39, nhưng mà mình lên luôn dĩa 41 răng luôn cho xe nó nhẹ hơn. Rồi đây là cái cộng sên RK KRX X-Ring. Đây cái X-Ring đây, cái điểm tiếp xúc của nó với lại mắt sên trong và mắt sên ngoài nó sẽ ít hơn cái O-Ring, và làm cộng sên của mình nó nhẹ hơn nhiều so với O-Ring. Anh em có thể là click vào cái đường link ở phía bên dưới video ha, shopanv.com, để tham khảo giá của cái cộng này ha. Rồi bây giờ mình sẽ cho anh em coi cái nhông cũ của xe nè. Nó mòn hết luôn rồi, mà nó còn bị lắp ngược nữa. Chủ cũ chơi kỳ quá. Rồi bây giờ mình sẽ mở cái con ốc này ra. Rồi tiếp tục mở 6 con này. Rồi bây giờ mở nhông ra. Bây giờ mình sẽ mài cái mắt sên rồi lấy cộng sên ra, y như là cái video mà mình làm với con MT03 ha, không khác gì hết. Thì lát nữa mình chỉ khác ở chỗ là mình lắp cái dĩa vô thôi. Rồi giờ y chang vậy luôn, mình sẽ lấy cái cạo ra để mình lấy cái mắt sên ra ha. Rồi xong, lấy cộng sên ra. Rồi đây là cái dĩa của nó này. Thì dĩa này là dĩa Superline luôn. Với lại cái lồng này là lồng Superline luôn, cái carrier của Superline. Còn đây là cái chụp nè. Đây cái chụp của Ducati, thì nó chụp vô như vậy.
Đây, sau khi mà mình đã xiết 6 con ốc của cái cây rìa với lại cái dĩa rồi thì mình sẽ thả cái chụp dĩa vô. Rồi mình tiếp tục là mình cho keo lót tai vô 6 con ốc này. Rồi dùng súng mình ép nó lại luôn. Nói chung thì thay nhôm sinh dĩa của con này thì nó cũng không có gì phức tạp lắm, nhưng mà có điều đồ nghề của nó thì nó hơi khác so với những xe khác. Rồi giờ lắp dĩa vô. Đó, đẹp chưa? Màu mèo lá hẹ. Rồi ở đây thì mình sẽ dùng một cái cây ống tiếp sắt ha. Mình xỏ qua bên này luôn. Đó, sau rồi mình sẽ lấy cái ben nâng 20 mình nâng nó lên. Bây giờ mình sẽ dùng cây cảo để mình ép cái bộ dĩa của mình đẩy vô trong. Rồi, giờ lấy hai cái phe nhông với lại hai con ốc ra của Ducati chính hãng nha. Đó. Đó, anh em Ducati thường xuyên là bị bể cái phe nhông này thì anh em nên cẩn thận ha, đừng có dặn xe mạnh quá. Rồi, cái nhông đó là nhông Raven là mình đã thả vô rồi ha. Nhông này nó bị chạy phe. Rồi, đây là cộng 525 X-ring. Đúng của nó là RX-ring. Tiếp tục là mình sẽ cạo cái mắt sên nó ra, bỏ cái đoạn sên bị thừa. Đây, đó, cho anh em coi cái O-ring với X-ring này. Đây là cái O-ring của mình nè, tròn vo nè. Và cái X-ring nó sẽ có một cái đường rãnh ở giữa nè. Và cái tiếp điểm của cao su này với lại hai mắt sên, mắt trong mắt ngoài nó sẽ ít hơn là cái tiếp điểm này. Cho nên là lực ma sáng nó ít hơn và cái sên của mình nó sẽ nhẹ hơn, mặc dù là có phớt cao su. Rồi bây giờ mình gắn cái mastering vô, mắt chủ vô. Bây giờ mình sẽ thay hai cái đầu ép này. Đây là hai cái đầu ép để ép hai cái mastering nó khít vô nhau. Rồi sau đó ép xong thì mình sẽ thay bằng cái đầu tán để mình tán cho cái mát pin nó lòi ra ngoài. Rồi đây, khi mà ép vô xong thì anh em sẽ thấy là cái mastering nó đã song song với lại những cái mắt khác. Rồi bây giờ mình sẽ dùng cái tán để tán cái hai cái mắt pin này ra. Và cái việc mà mình thay nhông sinh dĩa cho những con một gấp này nó có một cái lợi là mình sẽ không cần phải canh sên thẳng. Tại vì chỉ cần thả nhông sinh dĩa lên và cái cọng sên lên là nó đã thẳng hết rồi. Việc cuối cùng mình chỉ cần làm là mình tăng cái độ trùng cộng sên nó đúng với lại yêu cầu nhà sản xuất là được. Rồi bây giờ mình sẽ tăng sên lên ha. Tăng sên rất là dễ anh em, chỉ cần đưa cây cảo vô, mở hai ngóc khóa ra. Rồi đưa cây cảo vô đẩy nó xuống là cái cộng sên tự nó căng lên. Đấy. À đó. Tiếp lên tiếp. Rồi sau khi mà anh em đã tăng sên xong thì mình sẽ siết khóa hai ngóc tăng sên lại để cho nhông sinh dĩa mình nó chuẩn, nó không có chạy ra chạy vô nữa. Ok, mình đã fit xong cái nhông sinh dĩa của mình rồi. Đây hiện tại là đang là đi nhông dĩa Raven sên RK525KRX. Đó thì bây giờ mình đang test thử cái tốc độ của nó nè. Để lát nữa mình chạy ra ngoài ở phía đường lớn mình xem thử cái tốc độ nó như thế nào. Mấy bữa nay là mình chạy ở trong hẻm là nó toàn là để là dưới 20 không à. Hôm nay thì mình chạy trong hẻm tốc độ y chang vậy mà nó 33-34 rồi. Tại vì mắt tốc độ của con này á, thì nó đọc bằng 6 con ốc sắt. Nhưng mà cái dĩa của cái gấp này á, thì chỉ có 4 con ốc thôi. Thành ra là nó đọc sẽ bị tốc độ sẽ bị chậm hơn một chút xíu. Nhưng mà bây giờ mình sẽ chuyển cái mắt tốc độ nó đọc 6 ngóc ở bên cái dĩa rồi. Cho nên là cái vòng quay của bánh xe nó đã đủ 6 ngóc. Cho nên là tốc độ mình nghĩ là đã đúng rồi nè.
cảm giác mình chạy đang là 50 là đúng rồi nè, để lên hỏi bác rồi, bác trên kia. Chạy song song, chạy song song. Chạy anh coi tốc độ. À đúng rồi đó. Fix xong nhông sơn dĩa, fix xong cái tốc độ của nó luôn rồi. Tuyệt vời luôn. Xe bây giờ đã hoàn hảo trở lại. Cuối cùng thì ba thứ mình đã làm xong rồi. Lớp xe, demo, nhông sơn dĩa làm xong luôn. Và thậm chí là tốc độ mình cũng đã fix luôn rồi. À và cảm nhận của mình khi mà đi cái bộ nhông sơn dĩa này, đặc biệt là cái dĩa của mình đã lên 2 răng so với dĩa Yin. Tức là Yin của Monster là 39 và mình lên 41 á, thì cảm nhận là xe nó đã hết giật. Không phải là hết giật hoàn toàn nhưng mà nó đỡ hơn rất là nhiều so với cái dĩa Yin. Vì khi mà anh em lên 2 răng dĩa thì cái máy nó đã đủ lực để nó kéo cái bánh xe đi rồi. Cho nên là xe nó không còn cái hiện tượng mà ga đầu nó giật. Cái bệnh chung của những cái con Monster và Scrambler. Bây giờ ga nó đã mượt mà hơn, ga đầu nó bốc hơn, xe nó nhẹ hơn rất là nhiều. Có điều thì cái việc mà lên 2 răng dĩa thì cái max speed của cái xe này nó sẽ bị giảm lại một phần. Mình nghĩ là cũng không đáng cãi đâu. Nhưng mà bây giờ lên 2 răng dĩa chạy sướng quá. Ok thôi, cảm ơn anh em đã xem tới đây ha. Nhớ bấm like, bấm subscribe, đăng ký bên dưới để theo dõi các motovlog tiếp theo của AM. Và đừng quên ủng hộ cho AMV Shop. Anh em có thể bấm vào cái đường link ở phía bên dưới video hoặc là bấm vào cái nút AMV Shop ở phía bên này nè. Đấy. Cảm ơn anh em nha. Bye bye.